Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng Thánh Luca mà vừa nghe thì kể lại chuyện là một người quản gia. Chúng ta nghe câu chuyện thì chúng ta lại thắc mắc là tại sao ông chủ lại khen cái người quản gia bất lương này đã hành động một cách khôn khéo vậy. Bởi vì người quản gia đã lấy tài sản của chính ông chủ để đi mưu cầu lợi ích cho chính bản thân của người quản gia. Tại sao ông khen vậy? Bởi vì cái việc làm của người quản gia đó là một việc làm bất lương, rất bất công và có lỗi với chủ. Thế nhưng điều mà chính lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta không phải dừng lại ở cái hành động bất lương, một cách bất công của người quản gia, mà điều mà chính Chúa nhắm đến đó chính là thái độ của người quản gia. Cho nên con sẽ chia sẻ với cộng đoàn hai thái độ của người quản gia trong bài tin mừng này. Điểm thứ nhất, chúng ta thấy được người quản gia là người đã biết nhìn thẳng vào thực trạng tội lỗi của mình. Bởi vì anh ta biết mình sắp mất chức rồi mà, anh ta nhìn thấy thực trạng đó. Và từ việc nhìn thấy ở nơi bản thân mình có tội lỗi như vậy, thì anh ta đi đến một hành động. Đó là anh ta dùng tất cả những thời gian còn lại của mình, với tất cả những gì mình có ở trong tay, đó là chức quản gia, để anh ta làm lại cuộc đời, để anh ta có thể là kiến thiết cuộc đời anh ta sau này sống một cuộc đời bình ổn hơn. Ngẫm lại điều đó, chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta không vậy? Đôi khi đến ngày Chúa mời đến, y như là Chúa ông chủ mời người quản gia đó: anh hãy tính sổ cuộc đời của anh đi. Để rồi từ đó chúng ta chân nhận rằng là trong cuộc đời của chúng ta có nhiều lầm lỗi lắm. Khi chân nhận ra việc đó, để rồi chúng ta có một thái độ sống đứng phát dậy, để rồi làm lại cuộc đời, làm những việc rất tốt đẹp trong cuộc đời này của chúng ta. Và điểm thứ hai, chúng ta thấy rằng là qua cái dụ ngôn này thì Chúa cũng mời gọi chúng ta nhận ra một điểm, đó là tất cả những tài sản mà chúng ta có thì chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là của chúng ta. Thế nhưng không phải.
tất cả những gì chúng ta có ở cuộc đời này, tiền tài, danh vọng, sức khỏe, đều là của Chúa ban cho chúng ta, mà chúng ta chỉ là một người quản gia để quản lý những cái điểm đó thôi. Khi nhận ra điều đó, để rồi chúng ta có một thái độ sống thật đúng đắn, đó là làm sao quản lý tiền bạc, sức khỏe và tất cả những điều mà Chúa ban cho chúng ta, để làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, và nhất là làm cho những người xung quanh của chúng ta cũng trở nên là một con người bình yên khi sống gần chúng ta. Amen.